Tin Tổng giáo phận Sài Gòn Tổng giáo phận Sài Gòn bế mạc tuần lễ giáo lý 2018 Thánh lễ bế mạc tuần lễ giáo lý 2018 đã diễn ra vào lúc 18 giờ chiều thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại hội trường Joan Bautista Phạm Minh Mẫn của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận do Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Nguyên giám mục giáo phận Con Tâm chủ tế và đông đảo quý linh mục đồng tế. Từ lúc 13 giờ 30 các giáo lý viên tốt nghiệp cấp giáo phận đã tập trung tại nhà nguyện trung tâm mục vụ để tập nghi thức tuyên hứa và được linh mục trưởng ban giáo lý Phêrô Nguyễn Văn Hiền giảng tĩnh tâm. Ngài giúp cho các giáo lý viên hiểu ba điều. Thứ nhất, niềm vui không quay về mình là niềm vui hoan hỷ. Thứ hai, mục đích và nhiệm vụ của giáo lý viên, nhà giáo dục đức tin là giúp mọi người sống đời sống phục vụ cầu nguyện và sống mật thiết với giáo xứ họ đang phục vụ. Thứ ba, ra đi loan báo tin mừng. Sau giờ giải lao, các giáo lý viên có một giờ hòa mình vào chương trình ca nhạc với chủ đề Hãy vui lên do câu lạc bộ Lửa Hồng phụ trách. Tiếp theo đó là phần học hỏi tông huấn Hãy vui mừng và hân hoan do Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế thuyết trình thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân thiên chúa và niềm vui mừng của các giáo lý viên